Hôm nay các bạn hãy đi dự đám cưới với mình, cặp đôi ở giải đấu chuyên nghiệp Tobio và Umimi. Umimi là thầy của Anna, cô nàng may mắn chụp được bông hoa cưới, có đính kèm một lá bài, ý nghĩa của nó thì từ từ trải đời sẽ hiểu. Cùng lúc đó, ở trường tổ chức sự kiện văn hóa, nó giống như là lễ Halloween vậy, mọi người đều cải trang. Nhóm Yuma thì tập tành kinh doanh thức uống, Anna có ghé chơi bằng một cách không thể báo hơn. Shinetsu thông báo một tin hot, sắp tổ chức một đại hội couple deal, có sự tham gia của cặp đôi Thanh Mai Trúc Mã, Tobio và Umimi với cương vị là khách mời. Có một tin đồn rằng Umimi sẽ bỏ sự nghiệp đấu bài sau sự kiện này. Anna nghe tới đây thì tức giận một cách bất ngờ, tại sao lại có tin đồn này? Cô nàng nôn nóng muốn biết được câu trả lời nên đã rủ Yuma cùng tham gia giải đấu. Nhưng ngoài ra, sự kiện này chỉ dành cho học viên của trường nên Anna không đủ điều kiện tham gia. Cô nàng không chịu khoanh tay đứng im, lén lấy đồng phục của Kotori đến bắt ép Yuma một cách không thể dịu dàng hơn, cùng nhau tiến thẳng đến giải đấu. Không biết thông tin được tiết lộ từ đâu, nhưng thế lực Parian không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hắn tấn công và sai khiến Umimi. Trận đấu này tuy chỉ là giao hữu, nhưng nó lại có rất nhiều mục đích. Tobio khá là phấn khích khi nghe đến Yuma là quán quân của một giải đấu chuyên nghiệp vừa rồi. Cùng M2 Deal Channel theo dõi hôm nay sẽ có rất nhiều những quái thú to lớn về hình dáng cả về sức công. Tobio rút bài, kích hoạt ma pháp môi trường Iceberg Ocean sẽ giảm sức thủ của các quái thú phòng thủ về không, nghĩa là người chơi chỉ có con đường chiến đấu. Kích hoạt thêm ma pháp Pollen Party, được triệu hồi 2 Pollen Token lên sân, tế cả 2 để triệu hồi Giant Hindenburg, úp 1 lá rồi kết thúc lượt. Yuma rút bài, triệu hồi Gogo Golem, úp 2 lá bài rồi kết thúc lượt. Cả 2 muốn thăm dò đối thủ trước cái đã. Umimi rút bài, kích hoạt ma pháp Grab Party, được triệu hồi 2 Grab Token, tế cả 2 để triệu hồi Unskin Cable Titanica. Chưa đến lúc ngỡ ngàng đâu Yuma, ngay lập tức Tobio kích hoạt khả năng quái thú. Khi có một quái thú level 5 hoặc cao hơn được triệu hồi, sẽ chuyển quái thú level 9 hoặc thấp hơn trên sân đối phương về thế thủ, và nhờ ma pháp môi trường thì sức thủ quái thú sẽ về không. Chưa hết đâu, Umimi cũng kích hoạt khả năng quái thú, một lần mỗi lượt sẽ tiêu diệt một quái thú có sức thủ bằng 0 và gây thiệt hại bằng một nửa sức công quái thú đó. Combo hợp nhau như thế này thì căng rồi. Yuma lật bẫy Puzzle Reborn, khi một quái thú bị tiêu diệt do khả năng bài sẽ được hồi sinh trở lại. Umimi úp 1 lá rồi kết thúc lượt. Anna rút bài, triệu hồi Night Express Night, giảm sức công còn 0 để triệu hồi mà không cần vật tế. Kích hoạt thêm ma pháp Southern Star, có thể chuyển level 1 quái thú lên thành 10, từ đó overlay để triệu hồi Super Red Now Rail Cannon Gust Temas, cái tên dài như hình dáng của nó. Yuma cay cú vì Anna tự ý sử dụng quái thú của cậu ta mà không xin phép. Cô nàng kích hoạt khả năng sử dụng overlay unit sẽ gây 2000 thiệt hại cho đối phương. Mục tiêu là Umimi, nhưng Tobio kích hoạt ma pháp tức thời Engagement Destiny, giúp chia đôi thiệt hại mỗi người một nửa. Đấu bài mà còn phải ăn cơm chó nữa. Anna đành úp 1 lá rồi kết thúc lượt. Tobio rút bài, đã đến lúc cho sức mạnh tình bạn thấy sức mạnh tình yêu là như thế nào. Overlay cả hai quái thú để triệu hồi Sky Palace Gangaridai. Yuma bắt đầu cảm thấy mình nhỏ bé khi chơi với mấy người như thế này. Tobio kích hoạt khả năng quái thú, sử dụng overlay unit sẽ tiêu diệt một quái thú đối phương và giảm một nửa điểm gốc của người đó. Anna nhanh chóng còn 2000 điểm. Bây giờ sẽ là đòn tấn công trực tiếp Yuma. Cậu không có quái thú trên sân để lật bài up Half and Red, giúp giảm một nửa thiệt hại. Lấy cái điện thoại gọi cho tác giả nhanh. Nếu không có quái thú để chọn thì chọn quái thú đối phương. Yuma vẫn được giảm một nửa thiệt hại, khá khen cho cậu. Tobio up 1 lá rồi kết thúc lượt. Yuma rút bài, triệu hồi Dodo Warrior, giảm 500 sức công để triệu hồi mà không cần vật tế. Kích hoạt thêm ma pháp XYZ Reception, khi đối phương có một quái thú exit sẽ được triệu hồi một quái thú cùng level quái thú sân mình, Chachaka Archer. Tuy nhiên, khi được triệu hồi bởi lá bài này, sức công sẽ còn không và không có công năng. Đã có đủ nguyên liệu overlay để triệu hồi Gauntlet Launcher. Kích hoạt thêm ma pháp XYZ Treasure, được rút một lá bài ứng với mỗi quái thú exit trên sân. Đã đến lúc kích hoạt khả năng quái thú, sử dụng overlay unit sẽ tiêu diệt một quái thú đối phương. Umimi lật bẫy XYZ Code, giúp quái thú bất diệt trong chiến đấu hay khả năng bài trong lượt này, nghĩa là nó tạm thời bất diệt. Vậy thì Yuma chuyển hướng tấn công trực tiếp sang Umimi. Tobio cũng lật bẫy XYZ Mu, giúp chuyển quyền điều khiển quái thú sang cho đồng đội và kết thúc bước chiến đấu.
Yuma đánh úp một lá rồi kết thúc lượt. Nhưng chưa kịp thì Anna lật bẫy, Ray Up được kích hoạt bằng cách tế một quái thú Exit để hồi sinh một quái thú Exit khác từ mộ của mình. Gustamax đã quay trở lại, được tăng thêm 600 công và bất diệt trước khả năng bài nhờ lá bài 7 này. Yuma tiếp tục khó chịu vì cô nàng lại tự ý sử dụng quái thú của mình phá đi chiến thuật. Anna thì chê trách do quái thú của cậu quá yếu, không đủ để tấn công đối phương, và thế là cả hai mất đoàn kết trước một đối thủ rất đoàn kết. Umimi rút bài, kích hoạt ma pháp Parian Force trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, kể cả Tobio. Lá bài này giúp quái thú biến đổi sang dạng Chaos Sky Palace Pavilion, có khả năng sử dụng Overlay Unit được tấn công 2 lần. Yuma lập tức lật bẫy, Reverse Classes giảm một nửa sức công tất cả quái thú trên sân đến hết lượt, tạm thiệt hại 100 điểm. Nhưng khi quái thú này tiêu diệt thành công quái thú đối phương sẽ gây thêm thiệt hại bằng một nửa công quái thú. Và đừng quên, cô ta còn một lần tấn công nữa. Yuma kích hoạt khả năng quái thú Gentlemander, khi đối phương phát lệnh tấn công sẽ được triệu hồi quái thú này từ tay. Khi đó, đối phương chỉ có thể tấn công quái thú này, Yuma chia sẻ thiệt hại còn 100 điểm. Umimi úp một lá rồi kết thúc lượt. Anna rút bài, triệu hồi Ruffian Railcar tấn công trực tiếp Tobio. Umimi lật bẫy XYZ Mu, tiếp tục chuyển quái thú sang cho đồng đội rồi kết thúc bước chiến đấu. Anna kích hoạt khả năng quái thú một lần mỗi lượt gây 500 thiệt hại cho đối phương. Mót được chiêu mót, úp một lá rồi kết thúc lượt. Tobio lo lắng sao vợ mình nay lạ quá, nhưng nóc nhà lớn tiếng một cái nên rén làm theo. Rút bài, sử dụng Overlay Unit tấn công Yuma đang trong tình thế chẳng còn gì để phòng thủ. Anna kích hoạt ma pháp tức thời Devoted Love giúp kết thúc bước chiến đấu ngay lập tức, nhưng điểm gốc của bản thân sẽ về không, đối thủ sẽ được rút bù một lá. Trong trận đấu này thì Yuma đồng đội vẫn được xem là đối thủ. Lá bài mà cậu rút được chính là Parian Force, Astor bây giờ mới nhận ra và thắc mắc tại sao Yuma lại có lá bài này. Mặc dù cậu nói dối là lấy từ Zirak khi chiến thắng hắn ta, nhưng có vẻ lý do này không thuyết phục. Dù gì, giải quyết trận đấu này xong cái đã. Rút bài, triệu hồi Gaga Magician, Overlay để triệu hồi Utopia. Đã đến lúc kích hoạt Therian Force để biến đổi quái thú thành Utopia Ravy, có khả năng sử dụng Overlay Unit sẽ tiêu diệt một quái thú trên sân rồi gây thêm thiệt hại bằng sức công quái thú đó. Thêm một đòn tấn công thông thường nữa nhắm vào Umimi, cặp đôi Yuma Anna chiến thắng chung cuộc. Sau trận đấu, Umimi giải thích không phải cô bỏ đấu bài mà là muốn tạm ngưng vì yêu thích công việc giảng dạy. Do không có nhiều thời gian nên chưa kể cho Anna, nhưng nhờ vậy mới có trận đấu ngày hôm nay để Anna hiểu ra được ý nghĩa của lá bài đó. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những phần phim tiếp theo nha. Bye bye!